Chào tất cả các bạn thân mến. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Và với cái chủ đề là những giấy tờ nào có giá trị pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, Vân sẽ chia sẻ cụ thể trong video này. Và nếu như các bạn chúng ta có những câu hỏi hoặc cần Vân hỗ trợ những cái thông tin gì thì mời các bạn hãy nhắn tin vào cái đường link fanpage ở phía dưới, Vân sẽ hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp một nhé. Cảm ơn các bạn. Vậy thì những giấy tờ nào có giá trị pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, theo chúng ta thì những giấy tờ nào ạ? Trước tiên thì ngoài sổ đỏ thì pháp luật hiện hành công nhận một số những cái loại giấy tờ khác cũng có giá trị pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Thế thì chúng ta sẽ tổng hợp những cái loại giấy tờ về nhà đất có giá trị để chứng minh quyền sử dụng đất. Đầu tiên đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tức là sổ đỏ đấy ạ. Trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 thì sẽ bao gồm 4 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm này, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản và quyền sử dụng đất này. Vân nhắc lại nhé, là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Đấy là 4 cái loại giấy tờ mà trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 công nhận là chứng minh được quyền sử dụng đất. Thế thì từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 đến nay thì chỉ có đúng một loại giấy tờ duy nhất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đó, tức là 4 cái giấy tờ đó gộp lại thành một cái giấy tờ sổ đỏ như vậy. Hai là những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ba là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có tên trong sổ đăng ký đất ruộng, ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 4. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất. 5. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 6. Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. 7. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất theo Điều 15 Thông tư số 2 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường, bao gồm là bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản gồm nhà ở và đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan chế độ cũ chứng nhận. Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp. Bản án của cơ quan tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận. 8. Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Theo quy định của Chính phủ, Điều 18 Nghị định 43 năm 2014 của Nghị định Chính phủ là bao gồm có sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước quản lý,
do cơ quan nhà nước quản lý. Thế thì sẽ bao gồm như thế này: biên bản xét duyệt của hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp. Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập. Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Dự án hoặc danh sách hoặc là văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giấy tờ của nông trường, lâm trường, quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở nếu có. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, đơn đề nghị được sử dụng đất, đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt chấp thuận trước ngày 1 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt chấp thuận. Đó. Tiếp theo là giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân cấp cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trong trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách của nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các cái khoản 23, 4, 5, 6 và 7. Điều này có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc hoặc và cơ quan nhà nước không còn lưu trữ hồ sơ quản lý về cái việc mà cấp loại giấy tờ đó. Thế thì tất cả những cái loại giấy tờ nêu trên là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với tài sản đó khi có phát sinh tranh chấp hoặc chứng minh quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Tài sản khác gắn liền với đất. Thế thì trên đây là những giấy tờ có giá trị pháp lý, có giá trị pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất. Và qua những cái điều trên thì Vân mong rằng sẽ giúp ích được cho phần nào cho chúng ta khi chúng ta có được một trong những cái loại giấy tờ mà Vân vừa mới nêu trên thì chúng ta tự hào và chúng ta sẽ cảm thấy rất là sung sướng, rất là vui là cái giấy tờ đó là giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất mà chúng ta đang có. Và chúc cho các bạn ngày càng sở hữu được nhiều những cái giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video tới phút cuối này và Vân đã nhìn thấy những cái câu hỏi của các bạn. Vậy thì các bạn có thể nhắn tin cho Vân vào link fanpage ở phía dưới để Vân sẽ hỗ trợ cho các bạn cụ thể hơn. Và qua video này thì Vân gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Các bạn vui lòng hãy bấm like vào video, hãy bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ bên tay phải để cùng chờ đón những cái video mới nhất của Vân. Và hãy chia sẻ video này tới nhiều người hơn nữa để cùng nhau cập nhật những cái thông tin hữu ích và giá trị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp tới. Cảm ơn.